Thưa quý vị, hôm nay ngày 27 tháng 2 là ngày Thầy thuốc Việt Nam, là ngày để vinh danh những người đã có công cứu giúp và chăm lo cho sức khỏe. Và trong thể thao thì bên cạnh các huấn luyện viên thì các bác sĩ cũng là người có vai trò rất quan trọng với các vận động viên. Họ là những người chăm lo sức khỏe cho các vận động viên và chữa trị các chấn thương và giúp cho các vận động viên có được tình trạng sức khỏe tốt nhất. Và trong thể thao nói chung và trong bóng đá nói riêng thì khi thi đấu trên sân chúng ta thường chỉ quan tâm đến các màn trình diễn của các vận động viên, diễn biến của trận đấu mà chúng ta ít quan tâm đến sự xuất hiện của các bác sĩ. Và trong bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn giúp cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn công việc của các bác sĩ trong thể thao là như thế nào. Và chúng tôi đã mời đến trường quay ngày hôm nay bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy, bác sĩ của đội tuyển U23 Việt Nam. Trước tiên xin cảm ơn bác sĩ Thủy đã đến với trường quay ngày hôm nay của 360 độ thể thao. Vâng, để giúp cho quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn về công việc của các bác sĩ trong thể thao nói chung và trong bóng đá nói riêng thì anh có thể mô tả một cách khái quát về công việc của các bác sĩ ở trong đội tuyển được không ạ? Dạ, thầy Đức như toàn thể các quý khán giả. Lời đầu tiên tôi cũng đầu xuân năm mới tôi cũng xin chúc anh Đức cùng toàn thể các quý vị khán giả một năm mới được luôn luôn được mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, may mắn và thành công. Và tôi xin phép trả lời câu hỏi thì thực sự trong cái trong bác sĩ thể thao nói chung cũng như là bác sĩ trong bóng đá nói riêng thì cái công việc chính của chúng tôi là ngoài vấn đề là điều trị các chấn thương bệnh lý của vận động viên và luôn luôn là duy trì và hồi phục tốt nhất cho sức khỏe cho vận động viên về cái sức khỏe được tốt nhất. Cái công việc thêm nữa là về vấn đề tư vấn về dinh dưỡng cũng như là những cái thực phẩm thay thế. Ngoài ra thì còn vấn đề về tâm lý cho cầu thủ cũng như là chúng tôi luôn luôn là những người bạn với nhau, luôn luôn để làm sao mà có một cái môi trường làm việc là tốt nhất, tình cảm. Vâng, vấn đề tâm lý rất là quan trọng đúng không ạ? Vậy thì trong khi thi đấu thể thao thì khi các vận động viên gặp các cái chấn thương, có thể chấn thương nặng, chấn thương nhẹ thì khi đó thì các bác sĩ chắc chắn là sẽ phải có những cái phác đồ điều trị riêng đúng không ạ? Anh có thể chia sẻ một chút về các những cái chấn thương mà thường gặp của các vận động viên được không ạ? Thực sự chấn thương thường gặp của vận động viên thì có rất nhiều, tùy từng môn thì có những cái chấn thương nó khác nhau một chút. Ví dụ như là trong môn cử tạ chẳng hạn, hay đau có thể là đau cột sống thắt lưng, hay đau những cái gân vùng gối, thường đau như đấy. Còn những cái môn thể thao mà thường xuyên phải giơ tay lên cao, giơ lên cao thì ví dụ như bóng chuyền, bóng rổ có thể là đau ở cái đai xoay của vai. Đấy, còn trong bóng đá thì là cái gì, bất kỳ cái gì cũng có thể là bị chấn thương, nhưng cái đa phần thì gặp cái theo những cái thống kê của tôi ghi chép lại qua những cái lần tập trung đội tuyển thì tôi thấy nó sẽ có khoảng độ chấn thương về cơ bắp là nhiều nhất. Thường là tôi nghĩ rằng những cái môn thể thao đối kháng thì cái nguy cơ mà các vận động viên gặp phải chấn thương sẽ nhiều hơn những cái môn thể thao khác đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy thì với những cái môn thể thao như là bóng đá chẳng hạn thì anh có thể chia sẻ về một số những cái chấn thương mà các cầu thủ mà của chúng ta hay gặp phải. Đấy, thì những cầu thủ của chúng ta hay gặp phải, như theo tôi thống kê thì thường những cái chấn thương về cổ chân thì nó sẽ vào những cái chấn thương về cổ chân thì nó sẽ vào cỡ khoảng độ dưới 20%. Chấn thương gối nó khoảng độ 15% gì đó. Khoảng độ như thế. Và chấn thương về cơ bắp thì nó sẽ vào cỡ khoảng độ 20 đến 25%. Chấn thương do quá tải, những cái chấn thương mà do quá tải ấy, thì nó sẽ dao động từ khoảng độ từ 10 đến 30%. Còn cái chấn thương mà do đối kháng trực tiếp ấy, dẫn lại cho va chạm ấy, thì nó cũng chỉ dao động đến khoảng độ từ khoảng 15 đến khoảng độ 20% mà thôi, dao động. Trong thi đấu thể thao thì cái thời gian của các cầu thủ là rất là quan trọng, và khi họ gặp phải chấn thương thì cái việc xử lý sơ cứu tại chỗ là rất quan trọng, làm sao để cầu thủ có thể phục hồi nhanh nhất để có thể tiếp tục thi đấu
thì cái vai trò của bác sĩ lúc đó là hết sức quan trọng. Anh có thể chia sẻ một chút về khi mà các chúng tôi thường thấy là khi các bác sĩ chạy vào sân thì thường có một cái hộp để đựng các cái dụng cụ đi kèm theo để sơ cứu cho các vận động viên, đúng không ạ? Anh có thể chia sẻ một chút là trong cái hộp đó thì các anh thường mang theo những cái gì và các cái dụng cụ đó sẽ có những cái chức năng gì? Thì trong cái hộp đó thì cũng có một số thứ. Ví dụ như là cái điều không thể thiếu đầu tiên là những cái thuốc để cấp cứu về tim mạch hô hấp. Luôn luôn là tôi có ở trong mình. Tôi có hy vọng là suốt cuộc đời mình sẽ không phải dùng đến nó, nhưng mà luôn luôn là có. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái thứ hai là những cái bình xịt lạnh để giảm đau tại chỗ nhanh cho vận động viên. Cái thứ ba là những cái băng, như bông băng, cồn gạc, tất cả các thứ để băng bó những cái vết thương cho vận động viên. Đấy. Và đương nhiên thì có thêm những dụng cụ kéo rồi này khác các thứ. Nhưng mà có một cái dụng cụ mà thực sự mà nói cũng để lại rất là nhiều kỷ niệm đối với tôi. Đó là cái hôm nay tôi mang đến trường quay luôn hả? Đây, tôi mang. Đây là cái máy khâu. Anh có thể giơ lên cho quý vị khán giả được thấy rõ hơn được không ạ? Vâng. Đây là cái máy khâu. Rất là nhanh. Cơ chế làm việc của nó thì cũng giống như là cái dập gập gym đóng đổ các tông thôi. Nhưng mà nó mang lại thực sự mà đối với tôi, hay trong những cái trận đấu mà tôi đã trải qua, thì tôi thấy rằng là nó thực sự là nó vô cùng quan trọng. Bởi vì trong khi mỗi khi mà vận động viên bị chấn thương thì chúng tôi thì luôn luôn là phải tìm cách nào đó mà xử trí thật là nhanh để cho vận động viên có thể xử trí thật là nhanh hoặc là và chẩn đoán thật nhanh để xem vận động viên có tiếp tục thi đấu được hay không, hay và nếu mà thi đấu được thì nó phải là thật nhanh để cho bóng vào cuộc và bạn ấy được vào thi đấu. Thì có những cái chấn thương mà ví dụ như để cầm máu thì nó có những cái mà như ngày trước thì chúng tôi thường là nó băng, nhưng mà có những cái vị trí mà nó băng không thể băng được. Ví dụ như ở cằm này thì băng cũng rất là khó, hay ở môi thì băng rất là khó, hay ở sát mí mắt, ở sát ngay gần nhãn cầu. Lúc đó là phải khâu thì lúc đó thì bắt buộc là phải khâu. Thì tại sao mà tôi lại nhiều kỷ niệm với nó nhiều đến như thế, là vì có một câu chuyện nhỏ nó liên quan đến nó một chút. Thì trong một cái trận đấu của AFF Cup 2016 năm vừa rồi, thì đến bây giờ tôi cũng không thể nào tôi quên được cái cảm giác đó. Thì lúc đó là cầu thủ kia trung vệ Bùi Tiến Dũng thì có bị rách cái cằm, và lúc đó thì máu chảy ra ồ ạt. Thì đúng lúc đó thì tôi dở lên cái không biết lý do, vì một lý do nào đó mà lúc ở trong cái phòng chuẩn bị ấy, bình thường tôi đã cầm một cái này, nhưng mà tôi để trong khi ra sân thì tôi cầm hai túi đồ. Thì một cái tôi đã để túi đồ bên kia, một túi đồ tôi chạy vào sân, thì không hiểu tại sao mà lúc đó thì tôi lại không để cái này vào. Đến tôi tìm ra thì không thấy nữa, không mở ra thì không thấy cái máy khâu này đâu cả, không thấy cái máy khâu này đâu cả. Và để mà lấy lại cái máy khâu ở túi ở bên kia nó mất khoảng một phút. Thì cũng về cái xử trí thì nó tương đối lâu, cho nên là đúng lúc đấy không may thì lại có một lại bị chúng ta lại bị thua một bàn, đúng là vị trí của bạn bị khuyết. Thì thực sự mà nói thì tôi thực sự rất là đáng tiếc, rất vô cùng là đáng tiếc. Bởi vì là lúc đó thì chúng ta mới hiểu được rằng là vai trò của bác sĩ là quan trọng như thế nào, đúng không ạ? Dạ. Lúc đó cần phải xử lý rất là nhanh và rất là chính xác. Dạ, vâng. Thì còn tại sao tôi yêu cái này hơn nữa? Vì là ngay cái trận chung kết của cái đợt U23 vừa rồi. Đấy, U23 vừa rồi. Thì trước đấy thì tôi cũng chia sẻ, vì là tôi chỉ có một cái, cho nên là đợt vừa rồi tôi cũng hơi cay cú một chút, tôi đặt ở bên Đức 4 cái liền. Tôi để khắp nơi. Tất cả những cái gì tôi mang ra tận lũ là túi. U23 vừa rồi thì Tiến Dũng cũng đã gặp một cái chấn thương ở môi hôm trận chung kết. Và lúc đó thì tôi đã cho lúc cái đấy tôi không thể quên được nữa rồi. Chắc chắn là sai lầm sẽ không bao giờ lặp lại thứ thứ hai. Nên có cái này tôi chỉ xử trí trong vòng đúng 30 giây là bạn ấy có thể là vào tiếp tục và thi đấu được trong trận chung kết. Vâng. Thực sự nó rất giàu kỷ niệm đối với tôi. Một cái thiết bị rất là nhỏ thôi nhưng mà lại có ý nghĩa rất là quan trọng. Vâng. Vậy thì với những thiết bị công nghệ khác, không phải để sơ cứu mà để chữa trị cho các vận động viên, nhưng ý tôi muốn nói lên những cái thiết bị rất là hiện đại, anh có thể chia sẻ một chút về những thiết bị mà chúng ta đang sử dụng để chữa trị cho các chấn thương của các vận động viên được không ạ? Vâng, thì những cái thiết bị chúng tôi vẫn hay sử dụng ở tại phòng y tế trong đội tuyển của chúng tôi thì gồm có máy siêu âm
máy siêu âm trị liệu, rồi máy điện xung. Còn đấy, về những cái máy đấy thì máy chính là chúng tôi vẫn cứ sử dụng hàng ngày cho vận động viên để điều trị chấn thương cho vận động viên. Vâng, tháng 1 vừa qua thì anh đã cùng với đội tuyển U23 Việt Nam là có một hành trình có thể nói là rất lịch sử. Khi đi theo dõi qua truyền hình thì chúng ta có thể hình dung được là các cầu thủ cũng như là ban huấn luyện và các bác sĩ đã phải trải qua một cái hành trình rất là gian khó. Chúng ta đã phải đối mặt với những điều kiện thời tiết khắc nghiệt và đối mặt với những đối thủ rất là mạnh, và các cầu thủ của chúng ta đã gặp phải những chấn thương, chắc chắn là sẽ phải gặp phải những chấn thương. Và anh có thể chia sẻ về một số những cái khó khăn mà anh cùng với đội tuyển đã gặp phải và một số những cái ca chấn thương mà điển hình mà anh có thể chia sẻ một chút được không ạ? Vâng, cảm ơn anh vì câu hỏi đó. Thì tôi cũng xin phép nói qua, thực ra về những cái khó khăn ở trong điều trị trong chấn thương ấy, thì chúng tôi luôn luôn là đội ngũ y tế của chúng tôi cũng như là luôn luôn là phối hợp cùng với ban huấn luyện và các cầu thủ để làm sao mà có được cái môi trường làm việc tốt nhất và cái điều kiện làm việc tốt nhất. Thì về để khó khăn thì cũng gần như là nhiều khi nào cũng không có nhiều lắm, bởi vì với huấn luyện viên trưởng thì luôn luôn là giao toàn quyền quyết định về tất cả những cái chấn thương và bệnh lý cho là sự quyết định của tôi. Và chúng tôi cũng được sự hợp tác của cầu thủ rất là tốt, cho nên là công việc cũng không có gì là khó khăn cả. Có vài đáng tiếc thì có những vì cái thời gian nó hạn ngắn ngày, và có những cái chấn thương mà nó cần dài hơn, thì cho nên là thực sự cũng rất đáng tiếc thì có những cái chấn thương mà nó không đủ thời gian để hồi phục trong khi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống thường ngày của chúng ta thì vai trò của các bác sĩ đã rất quan trọng rồi, nhưng trong thi đấu thể thao thì vai trò của các bác sĩ với các vận động viên còn quan trọng hơn nữa, bởi các bác sĩ và các vận động viên thường xuyên có những khoảng thời gian tập luyện và thi đấu cùng với nhau, và mối quan hệ và sự phối hợp với họ là trở nên rất quan trọng. Vậy thì chúng ta hãy cùng nghe sự chia sẻ của các vận động viên về vai trò của các bác sĩ là như thế nào. Xin mời quý vị khán giả hãy cùng theo dõi đoạn băng ngay sau đây. Cái vai trò của bác sĩ rất là quan trọng. Họ là vì suốt ngày, có thể là buổi sáng đội tập hoặc buổi chiều đội tập, họ có mặt trên sân, và kể đến khi tối về cầu thủ nghỉ ngơi sau giờ cơm thì họ vẫn lại làm việc. Tôi cũng như các cầu thủ rất là quý trọng những bác sĩ của đội bóng. Xin gửi tới những thầy thuốc, những bác sĩ đang phục vụ và sinh hoạt trong các đội bóng thì luôn có được một cái sức khỏe tốt và công tác tốt. Thì chính sự đóng góp thầm lặng của những người như vậy thì mới có thể tạo nên những thành công. Trinh cũng may mắn khi được bác sĩ mà Trinh cũng hay thường gọi là U Thủy cũng động viên và chữa trị rất là nhiệt tình, thì Trinh cũng có thể hồi phục nhanh để tiếp tục tập luyện thi đấu. Chấn thương thể thao chúng tôi thường hay gặp hàng ngày, thế và nhờ có bác sĩ trong cái thể thao ấy thì chúng tôi cũng đã chữa trị được rất nhiều những ca chấn thương. Em xin dành lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể bác sĩ trong ngành y tế đã tận tâm chăm sóc chúng em. Em xin kính chúc các bác sĩ thể thao Việt Nam nói riêng và các bác sĩ cả nước nói chung luôn có sức khỏe dồi dào để luôn hoàn thành nhiệm vụ cao cả của người bác sĩ. Xin chúc tất cả các thầy thuốc luôn luôn làm việc tận tâm, tận tình và hết mình vì chuyên môn, đặc biệt là các thầy thuốc trong ngành thể thao. Nhân ngày thầy thuốc Việt Nam thì cháu xin chúc các vị bác sĩ và các thầy thuốc có một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc ạ. Vâng, những chia sẻ rất thật của các vận động viên dành cho các bác sĩ trong ngày thầy thuốc Việt Nam. Và thưa bác sĩ Thủy, trong ngày thầy thuốc Việt Nam thì chúng tôi cũng xin phép được thay mặt những người làm bản tin 360 đội thao xin được chúc anh cũng như các bác sĩ và đội ngũ y tế của đội tuyển quốc gia sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe để có thể hoàn thành tốt công việc của mình và giúp cho các vận động viên của chúng ta luôn có được tình trạng sức khỏe tốt nhất, qua đó có thể đạt được những thành tích cao hơn nữa trong năm 2018. Một lần nữa xin được cảm ơn anh đã đến với trường quay ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang những thông tin khác và quý vị khán giả hãy cùng tiếp tục bản tin cùng với chúng tôi.